Xin chào anh em nhá. Chào mừng các bạn quay trở lại kênh YouTube của mình. Anh em ơi, sau quả đi đi review quả máy bay giờ C về thì bây giờ mình đang có mặt nhà anh Phong các bạn. Đang có mặt ở đây để review một combo diều này. Chắc chỉ 550.000 thôi. Này nhiều này chỉ lít rưỡi thôi. Hả? 500 rồi ạ? Con này chắc chỉ lít rưỡi thôi. Em có thể rơi vào tầm chắc phải tầm 1.7-1.8 thì may ra bốc. Con này á? Ôi, không phải đâu, mày không nhá đâu. Thôi, anh làm sao em? Con diều này đồng diều không bao tiền anh? 800. Thế còn con sáo của Dương Gà Tròi? 700. 800 với 700 mà con làm cảm biến mà là 1 triệu rưỡi nữa. 1 triệu. 800 với 700 mà là 1 triệu rưỡi. Thế 0 triệu rưỡi thì triệu mấy? À ờ ờ ờ. Con đèn cảm biến hơn 300.000 nữa. Đâu? Ở giữa. Đèn này ngày sáng đêm tối. Sẵn sàng sáng bất cứ lúc nào. Pin này là pin đổ anh. Ờ. À. Ừ, mày quên nhớ, tao có nghĩ vấn đề đấy đâu mà sao mày cũng để thế nhỉ? Con này mấy mét là con máy giả. 3m1 này nhỉ. Yeah đâu. Ý giời. Tí nó có gió giờ mà hôm qua tầm này cố tí là gió to mà. Ý giời, sáng chói lóa luôn này. Pin đúng rồi, pin này là gắn hai quả lại chứ không phải một quả các bạn. Ra đây mình cho xem hai quả mà. Pin này thì sáng được chắc qua đêm chứ nhỉ? Thoải mái. Hai quả chắc qua đêm bình thường. Quỷ đèn nó sáng này. Chói lóa luôn. Giờ này giờ gì anh Phong? 86 á. 6 à. Bóng này 6. 9. 6. Ờ. Nó chói lóa quá, chói lóa quá. Đèn này chói kinh khủng luôn. Kinh khủng kiếp. Đèn như uống bia xin được đấy. À thế thì uống bia làm xin đấy. Đẹp thật. Quả đèn này nếu mà tính ra mua quả đèn này là 300 nữa nhỉ. Cũng bọc co nhiệt. Cũng được phun kiểu keo để chống mưa, chống nắng này. Đấy. 800 đồng diều không? 3m mấy anh? 3m1. 1 tí nữa. 3m1 à? 1 tí nữa. 3m1 800.000 cộng lên quả sáo đơn D90 à? 85. D85 à? Tiện vào quay video cái diều đợi lúc D85. Ui anh Hòa đánh con bán tải nó đi và đi tiếng kèm thằng ba rồi. D85 không được. Nhà đưa tận đón tận nơi. Thế mày đâu có được. D85. Mày giờ 100.000 sáo bảo sao không? Mày kèm anh Hòa và xong mày đi xe máy xuống đây là gió là vừa. Đấy. Chịu chết. Không tăng mà. Không nhưng mà muốn test nó thì phải đợi gió to vào chứ. Hôm qua gió lúc bắt đầu tầm hơn 7 giờ ông nổi to tướng thế này. Lên là được mà. Test cho nó có lên hay không. Nếu anh em mà ví dụ sau người ta mua người ta còn nó không lên còn có cái video đẹp làm bốc phốt các bạn. Chạy cái nhân hiểu không? Chạy ở đâu quần là ăn nèo giữa. Nó thả bao giờ đâu để nèo giữa. Chị test lần đầu à? Ừ. Vẫn nhiều chị trang trần à? Chẳng nào cũng gì. Trang trần. À thế à? Trang trần thế nhà. Lạ, chị trang trần. Mày thích trang trần. Đấy là vấn đề của anh, của anh. Sao cái gì mày hỏi chị trang à? Chị chết, chồng chị xem được video này thì vắng đầu. Cái gì mà vắng đầu? Em không biết gì đâu nha, anh. Mày giờ mày cái gì? Anh đấy là anh gì nhỉ? À, chuyển. Em không biết gì đâu nha, anh chuyển nhá. Không biết gì đâu, nó mới lên, không biết gì rồi. Cái gì, chị trang. Nói thật trên cái con diều này, tại vì diều này mình va nó quá nhiều rồi. Thế cho nên là trên con diều mình chỉ kết được cái đèn thôi các bạn. Kết được đèn. Chưa bao giờ mình nhìn thấy cái đèn nào mà nó sáng như cái đèn này. Nó sáng hơn cả cái đèn máy bay của mình luôn. Thế đèn của em buồn pin. Ồ, đèn này nó nhiều pin, nó sáng kiểu sáng chói lóa. Về cái con diều này để mà đánh giá 800.000 thì mình cảm thấy là nó hợp lý như này. Nó chả có cái vấn đề gì cả. Mỗi tội là không biết lên hay không. Con này form thì ok, test lần đầu. Con diều thì là ok, giá rất tròn. Giá anh Phong thì lúc nào cũng tròn và to rồi. Mỗi tội yếu. Ừ, mỗi chọn yếu này. Quả này dám gì này, dám gì không? Khung thì cũng được sơn rất là kỹ để chống muối mọt. Đấy, có nghĩa là tuổi thọ của những cái quả khung như thế này thì bao giờ nó sẽ được cao hơn là những cái khung không sơn. Mình nghĩ là như thế. Hả? Bảo hành cũng là gãy bên đây. À, con này có bảo hành gãy trên trời gió bao nhiêu mà. Ví dụ như bảo hành trong tầm gió 20 cây trên trời mà gãy là được đèn mà. Thế nhưng bây giờ là nào biết gió 20 cây hoàn nhỉ? Thế bây giờ thả diều người ta phải lên Google người ta sạc ra. Sạc rồi. Người ta sạc cơ không phải sọt rồi. Sạc ra. Ví dụ như là gió dự báo thời tiết xã Đào Mỹ, huyện Đăng Giang, tỉnh Bắc Giang nó ra ngay. Anh em ở đâu cũng sợt, cũng sạc luôn như thế nó ra ngay. Lúc mà xem thì lúc mà tôi rơi vào tầm 15 mét thôi. Nhưng thấy lúc mà đùng lên đùng bão ngay rồi.
nó kiểu như hôn gió báo năm mấy km thì ngồi há mồm nó chả thấy mét nào. Chả thấy gió nào. Đấy là tốc độ gió 51 km đấy khi, khi đi xe trên đường. Trên đường ghê đấy, bọn đấy thôi, bọn ông Vương đi qua đây chơi thôi. Kiểu thế. Lại còn câu thần kiểu bọn Long Vương đi qua đây chơi. Bọn Long qua đây thôi. Thì bảo đi dạo lắm. Bọn đi dạo ra lúc này. Lúc này LK Hòa giờ từ phiên bản Shopee được update lên Lazada. Dạo này mình nhìn thấy khác lắm các bạn. Anh Hòa thấy cái đầu độc thằng ba ăn không? Dạo này mình nhìn thấy mình hơi bết bát tí các bạn. Em thấy anh chả dạy nó được cái này đâu đi. Mình đen này là từ cái ngày đi câu. Không đi rồi, ôi anh. Ui đi đi, ở đây nhiều cái lắm, anh cứ đi câu của em một buổi cho vui này. Thế lại móa mày. Bây giờ nó câu, nó bảo rủ đi câu, nó đi tắm này. Đi bơi này. Mấy em bơi, em nói anh là như thế này, quặn nó quý quá, nó mộ quá. Một cái ô vuông ao như này, ồ như này phải không? Mình câu ở góc này. Đấy nó quấn, nó quấn nổ cho còn gì nữa. Nó quấn nổ hộ mình bơ, câu ở góc. Mình nó bơi tầm tõm bên cạnh này. Mình vừa xuống bơi trước xong rồi đúng không? Ba bơi bơi nước, câu gì? Đó, cá buổi ba câu được bốn con vi đúng không? Biết câu con này nhỉ? Ừ, con này đấy đấy. Và hàng như tực đấy. Ôi, cơm cháo gì? Ít ra diều đi. Đợi tí nó có gió. Anh em ơi, bây giờ thì mình sẽ quân con diều này ra ngoài kia để làm thủ tục test. Tối mình đi xe máy mình xuống về dưới. Test nha các bạn nha. Bây giờ thì mang ra test thôi. Đi. Sao gì xanh nhá anh? Sao? Nắp đèn vào cho sáng anh. Ôi. Các bạn ơi, bây giờ thì mình sẽ đưa các bạn đi test trong cái buổi tối nhá. Đưa các bạn đi uống bia bên cạnh nhà anh Phong nhá. Đây, test bên này. Bên này toàn diều thủ ấy. Qua lèo ơi. Anh em thấy sáng chưa? Cái này nó mới gọi là đèn này. Đi test đi. Đi ra cái đường mới nhá. Nói vậy mà bố nó bép cái. Đi. Diều chả có ăn sáng. Ok ok đi. Xe chưa khóa à? Chưa. Khóa vào. Khóa vào. Khóa là gương nó phải cú. Khóa là nó phải cú. Phương ơi, mẹ gọi kìa. Mẹ gọi, mẹ gọi bên kia. Mẹ gọi bên kia. Mẹ gọi bên kia. Bên kia. Ôi. Sẽ đưa các bạn đi ra ngoài đồng test các bạn ạ. Lấy chưa, lấy chưa? Ok, đi test thôi anh em. Chưa anh em? Áo vậy anh ạ? Ừ, anh chờ anh ạ. Tối đi không chưa? Đi quay á? Vâng, vâng. Ok, đi à? May quá có cái đèn này không tối, không nhìn thấy cái gì các bạn ạ. Anh nấu cơm trên anh. Thôi. Tối rồi mẹ mấy rồi. Yeah. Lần thứ N mình đi test à? Đêm các bạn. Con này chưa đâm phát nào. Giang đồng ý. Chưa đâm một phát nào luôn. Cái gì? Bảo gì? Hả? Thôi. Thôi á? Có việc thôi. Việc gì? Mày việc đâu? Mày chả có việc mẹ gì cả. Nha. Ai à? Quả đèn này nó sang trôi lóa thật anh em ạ. Đây mình đã soi cả cái mặt mình luôn. Ở nhà ấy, anh mua cái đèn này như trong nó cháy dần mà. Cháy dần á? Cháy dần. Nó cháy từ vòng 1 anh. Yếu dần. Yếu dần cháy dần. Con đẻ con phải màu ấy. À thế ạ. Sao mà bóng này ấy, con này. Nhưng mà một quả pin phải không? Ừ, quả này. Quả bảy khuyến này. Nhà bán cái gì ấy? Bảy khuyến chẳng có phải hùng bảy đâu. Chốt cây này sao rồi? Anh dở đây mà sao? Gì đâu, sao? Ba, từ lúc em gọi thằng ba ấy. Sao nó không xanh như thế? Anh Hòa, độ này cái gì cũng chuyển sao ấy. Ngon mát rồi. Wow, đèn này ảo nhỉ? Bật nhạc nữa là thành chủ quán ba. Đèn này thì nếu mà riêng mà quán bảy thay rượu và bật tí. Giờ đúng bảy màu. Em đang định nói anh được. Ba, em đang định chặn họng đấy. Ba loại như ba loại chạy đèn nhưng mà nó đúng bảy màu. Chạy nhóng nhằng. Có diều có hiền không anh? Hả? Có diều có hiền không anh Phong? Có đóng con diều có hiền không? Điều này thì nói chung là cũng thuần. Nói thuần diều. Tuổi.
Có pin này, có pin độ các bạn. Giờ này thay bánh hòa tí lên thôi. Được độ pin lên rồi, bảo sao sáng thế. Ô anh Phong có đi ấy đâu. Hoa, hoa gì nhỉ? Đấy, mướp à? Không phải dán hoa thiên lý cả. Anh Phong ơi, có dán hoa thiên lý đâu ấy? Hoa thiên lý mấy bố ấy, đi trộm năm ngoái. Ôi, ăn ngon lắm. Bây giờ em chạy gì đâu, ra đường mà chạy. Đường nào thì đường, có hướng nào thì mình chiều hướng đấy. Có hướng này, có hướng nào. Hướng nào? Con này nó đổ như này, chéo ra. Ok, lắp đèn nào. Ok, cho em ơi. Này đứng đây mà chạy. Đợi đi. Mình tí nhá. Về muộn thì đứng mà chạy đi. Đấy, không anh đi đâu. Còn mình đứng đây mình chạy. Lúc nào mà nó rơi xuống rồi thì chứ chẳng may mà nó rơi xuống rồi mày cứ chạy thôi nhá. Kéo giường lên. Cháu đi cày ấy hả? Giờ anh với Phương ra đến kia. Hai anh em cứ ngồi đấy hút thuốc tâm sự với nhau, bao giờ có gió là bảo ba ơi gió rồi đâm đi. Một mẹ nó cày nó lôi đấm. Đứng nào giữa nào. Nên đồ. Cùng Phương Tây với anh Phong đi ra đằng kia nhá. Nèo thì nèo thì là nèo lệch đây, nhưng chẳng qua là đây là ấy thôi. Net go. Get go. Bước xe đạp ai đây? Xe đạp à? Ba ơi, mang một xe đạp tí để uống rượu. Thôi đâm thế này thôi. Coi đèn, đèn sáng quá. Chặt bẻ đi. Còn 3 mà không chạy tầm 80 km/h giờ thì con này đổ lên được. Không bò lên được. Tự tự. Rồi ok. Nào. Không có đường chạy. Kéo đi, kéo đi. À có gió à? Có gió phải không? Lên lên đấy. Anh em nhìn thấy nháy nháy không nhỉ? Như có gió à? Chắc không, chắc đang kéo đang kéo. Về đứng đấy đi anh em đi. Khổ đấy em. Có gió anh ạ. Có gió hơi chặn đầu. Không gì mà chặn đầu anh bình thường. Rách bẹ tay rồi. Rách bẹ tay rồi. Đánh thế nào anh? Rách rách tay. Rách vỗ tay. Có gió lên anh em ạ, có là dễ lên thật. Đây, dây căng đét này ra đây trải nghiệm rồi. Không cần mà. Mình sẽ trải nghiệm cùng anh em nhá. Dây căng đét này. Do cái kiểu cái khung cái của mình nó yếu ấy. Dây căng đét luôn. Anh em nhìn diều này, đèn sáng trưng. Anh em nhìn rõ đèn không ạ? Có đây nhanh nhanh không? Có, quá rõ luôn. Được đấy, con diều được ấy. Tỏ là gió trên thấp trên nhỉ? Đối với lại những người chạy ngang như... Ồ, lấy em chạy ngang, em chạy thẳng đâu, chạy ngang ra đây này. Chạy ngang xong bắt đầu mới phải đỗ lại cái lúc diều nó định xuống là em kéo đấy. Kéo tưởng phát đấy không lên, kéo rách cả tay đây. Như con này nặng đầu quá nó trao a phải không này? Không, nặng. Đối với những con diều như này các bạn ạ. Vẫn nặng đi phải không? Các bạn ơi, đối với những con diều như thế này mà cả diều cả sáo vào 1,5 triệu là rẻ các bạn ạ. 3m1 độc quả sáo của anh Dương gà trọi là nó đã đáng tiền rồi các bạn ạ. Không nói con diều mà ngon như thế này. 3m1 mà nó cõng 8 lạng là quá ác. Quá ghê thật. 3m tầm 5 lạng rưỡi 3m thì nó chỉ cõng tầm 5 lạng lùi thôi. 5 lạng lùi là đẹp các bạn ạ. Thì cộng 8 lạng rưỡi thế này thì mẹ như quần nhà mình 3m8 cộng cố nhỉ. Mẹ mới được qua như cộng mới cộng có được cơ. Cần 8 lạng. 8 lạng đâu không có 8 lạng thôi à? Ừ. Đang cộng 8 lạng thôi. Cộng khỏe thật các bạn ạ. Nhưng con diều này đáng tiền đấy. Thế anh kéo này anh thả. Đủ với hai cái này chứ. Sáo đủ được ấy. Con sáo nó kêu được nhỉ? Sáo được đấy, nên nên đâu thả đi. Sáo xin được đấy. Xin được. Xin được mà bán 700 hơi đắt anh em ạ. Xin được là phải ký. Không. Ông ấy mua 700 thì mình sẽ bán 700 anh không nhận không? Ây da, rách mẹ tay xót quá. Bây giờ ông ấy thả được 1-2 lần. Rách tay xót thật. Ok các bạn ơi, thì trong cái video này chủ yếu mình muốn test cho các bạn xem con diều này nó như dễ lên như thế nào thôi. Bây giờ thì có khả năng là xin phép anh em mình kết thúc video tại đây để đi về thôi. Đưa anh Lợ Cao Hòa về nữa, mai anh còn đi câu. Để mà bà dạo này update lên Lazada chuyên đi câu những hồ đắt tiền thôi.
chủ hồ khóc thét và đuổi mấy lần rồi. Khóc thét vào cái kết. Ô chủ hồ chả khóc thét đuổi mấy lần đây. Đi câu nhiều quá, mỗi hôm sang làm mấy con chấm đen, mấy con chép về. Ôi chả đuổi. Bye bye tất cả anh em nhá. Anh em cảm thấy video mình hay nhớ cho mình xin một like và đăng ký kênh và chia sẻ kênh nhá. Bye bye.